thay nước chưa bao giờ dễ hàng vàng hơn với lọc ít đúp A. Đây các bạn ha, các bạn đầu tiên là các bạn rút điện bơm nè, cắm dây thay nước vào đây, mình kéo ống ra kia và mình mở cái sản nước ha, nước nó sẽ rút. Chỉ việc để chảy thôi nha, mình không có phải mồi nước hay gì hết. Cái van khóa ha, mình thay nước xong thì mình khóa lại, nước nó đang kéo xuống nè, kéo cả in và ao luôn á, thì mình tắt bơm rồi ha, nước nó đang rút xuống nè. Mình xài lọc ít đúp A dạng này, nó có xả đáy thì rất là khỏe ha, rất là tiện. Cái nước đã rút xuống 2/3 hồ, mình khóa lại, rút dây này ra ha. Cái dây này bạn đưa lên cao là nước nó chảy ra ngoài hết luôn nè, nó cho mình cái đầu nách để bịt lại ha. Bạn lại thôi, lần sau thay nước thì mình cứ mở ra. Anh em chăm khoáng cho bể bằng loại nào, mình xài loại này ha, GH cộng của Rodibio Pháp. Hồ 60 mình chỉ cần một muỗng ha, và nó sẽ sủi bọt lên, hồi này hồi nó sẽ tan hết. Cái này là khoáng GH cộng dạng viên nha, chứ không phải là cái bột vệ sinh hồ như các bạn hay thấy đâu.